Chào anh em, hôm nay mình sẽ trên tay cái thiết bị Heads Up Display của Nuvit, thì hay còn được gọi là thiết bị hiển thị trên kính. Nó dùng để gắn trên nón full face cho các anh em thường xuyên đi tour. Thì nó có gì hay, mời anh em theo dõi qua video này. Bộ thiết bị này có giá bán hiện nay khoảng 700 đô, khi ship về tới Việt Nam thì tầm 17 triệu đồng. Nó bao gồm một cái HUD, một cái bảng điều khiển để gắn trên xe khi mà anh em chạy ngoài đường cho dễ thao tác. Một bộ dây phone thì mình đã đi dây ở trong cái nón này rồi. Một cục pin 3200mAh và một số phụ kiện khác. Cái thiết bị này có màu đen, nhìn bên ngoài khá là đẹp và cứng cáp. Và nhờ cái phần hiển thị này mà khi mà mình mang vô á, mình có cảm giác như là đang mang cái máy đo sức mạnh của mấy anh Saiyan ở trong chuyện bảy viên cọc rồng. Cái độ hoàn thiện của cái bộ điều khiển này mình thấy khá là tốt, các nút sắc sảo chi tiết. Cái thiết bị HUD này thì dùng để gắn lên nón qua một cái mấu gài đó. Và anh em lưu ý là cái phần hiển thị này anh em phải đặt làm sao mà nó phải thẳng với cái mắt bên phải của anh em, để khi chạy mình không có bị phân tâm vì nó nằm ngay trước mắt. Tiếp đến là cái bộ điều khiển thì mình đã gắn sẵn vô bát rồi, thì bây giờ chỉ cần gắn lên cái ghi đông phía bên tay trái để khi mà chạy mình dễ thao tác hơn. Còn phần tai nghe thì mình đi dây ở trong cái nón rồi, và cuối cùng là cái giắc của nó thì nó sẽ có một cái lỗ ở trên cái bát này và chỉ cần gắn vô. Về phần sử dụng thì cũng khá là đơn giản, anh em chỉ cần download cái app Nuvit ở trên App Store hoặc là CF Play về. Sau đó thì mình vào phía bên trong đó, thì mình sẽ phải đăng nhập, thì ở đây mình sẽ chọn đăng nhập bằng Facebook. Đây là giao diện phía bên trong của cái app Nuvit này, thì nó chỉ có 4 phần. Thứ nhất là cái phần Drive, thì đây là những nơi mà mình đã từng đi. Và tiếp đến là đây là cái profile của mình, nó sẽ hiển thị cái hình của mình và cái loại xe mình đang đi, hay là cũng như là cái loại nón mà mình đang đội. Thì cái này thì anh em có thể vô ở trong Edit Profile để setup lại. Tiếp đến là cái phần Gallery, thì nó sẽ hiển thị những cái tấm hình mà mình đã từng chụp khi mà đi dọc đường và hoặc là video. Đó, đây là những cái hình mà mình chụp được. Smartphone và cái thiết bị hiển thị này nó sẽ kết nối với nhau qua Bluetooth, và cũng như là cái controller với lại cái hiển thị thì cũng kết nối với nhau như vậy. Thiết bị HUD Nuvit này khi anh em muốn mở lên thì ấn giữ nút nguồn 3 giây và tắt cũng như vậy. Khi điện thoại kết nối với HUD cũng như controller kết nối được với nhau, lúc đó anh em có thể điều khiển bằng cục controller này như lên xuống để thay đổi các RAM ở bên trong. Khi kết nối với HUD thì anh em đợi để loading GPS 100%. Mình có thử thì sẽ mất khoảng 15 đến 20 phút khi ở trong nhà, và bên ngoài thì sẽ nhanh hơn. Về chỉ đường thì anh em sẽ nhập địa điểm ở trong điện thoại bằng cách vô dấu cộng và chọn địa điểm. Đây là một số nơi mình đã đi qua, như mình sẽ chọn 88 Điện Biên Phủ để ví dụ. Nếu muốn bắt đầu chỉ đường, anh em ấn Start, và trong lúc đó ở bên phía bên trong hub sẽ chuyển qua bản đồ chỉ dẫn. HUD Nuvit sử dụng nền tảng bản đồ của Here Map, đây cũng là một điểm cộng của Nuvit. Còn thao tác trên controller cũng khá là đơn giản. Với nút biểu tượng camera, anh em ấn vào nó sẽ chuyển qua camera trong HUD. Thiết bị này có thể quay video Full HD 1080 và chụp ảnh với độ phân giải là 8 megapixel. Còn trên là nút mở âm lượng, anh em có thể ấn để tắt và ấn mở sẽ mở lại. Còn cái cần ở giữa để lên xuống và có thể tăng giảm volume bằng cách giữ lên hoặc xuống. Còn hai nút hai bên thì nút trên là bắt, còn nút dưới là nút select để chọn các thao tác. Anh em có thể sạc bằng cáp micro USB, và kế bên là khe cắm thẻ nhớ. Cái thiết bị HUD của Nuvit này khá là nhiều công dụng. Anh em có thể nghe nhạc hoặc là nghe cuộc gọi đến khi mà mình đang di chuyển trên đường. Bình thường khi đi xe anh em hay gắn điện thoại ở phía trước để coi cúi xuống coi bản đồ khi mà mình không biết đường, thì cái đó là một việc hơi hạn chế. Thì điểm mà mình thích nhất ở trên cái thiết bị này cũng là cái tính năng dẫn đường. Khi đi đường mà mình cần coi bản đồ thì mình không cần phải ngó xuống điện thoại nữa, bởi vì nó hiển thị ngay trước mắt của mình rồi, và nó có báo hiệu giới hạn tốc độ mà cái đoạn đường của mình đang đi, đặc biệt là có chỉ dẫn bằng giọng nói và nghe là rất là dễ thương, chứ không phải là đều như là chị Google. Nhưng mà vẫn có một số hạn chế ở trên cái thiết bị HUD của Nuvit này. Đầu tiên là vì cái trọng lượng của nó khá là nặng, tầm 700g, nên khi gắn vào nón, đội vào thì anh em sẽ thấy sức nặng khá là nhiều. Nếu anh em xài nón carbon gắn vô thì mình sẽ thấy hợp lý hơn. Cái thứ hai là khi cái phần hiển thị mà nó không dọc với lại cái tầm mắt của anh em thì anh em phải liếc xuống và khá là mỏi mắt. Và điều cuối cùng là cái khả năng hiển thị ở bên trong khá là nhỏ, nếu mà bự hơn một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Với một món đồ có tích hợp cả camera hành trình, HUD và tai nghe Bluetooth thì mức giá 700 đô cũng không phải là quá mắc. Thay vì phải mua nhiều món khác nhau để có các chức năng này thì bây giờ Nuvit đã đáp ứng đầy đủ. Chưa kể là khi mang HUD Nuvit thì còn nhìn rất là ngầu nữa. Hy vọng trang bị này sẽ hữu ích cho những anh em khi đi xa. Cảm ơn và xin chào anh em.